Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ, như cái tiêu đề thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái sử dụng Google Data Studio, hay cái tên cập nhật mới đó chính là Locker, Locker Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một số cái biểu đồ đơn giản. Cái nguồn dữ liệu thì mình lấy ở cái này nhé, sổ ghi nợ này. À, mình làm vui vui đâu. Giới thiệu cho mọi người sơ qua về cái cách kết nối với lại làm một số biểu đồ đơn giản. Ở đây thì đầu tiên chúng ta truy cập cái link này, datastudio.google.com này. Link mình để ở dưới phần mô tả mọi người nhé, hoặc mọi người tự search trên Google. Đầu tiên thì cái giao diện chính của chúng ta đây nó sắp đổi thành cái Locker Studio này. Mọi người thông cảm nếu mình nói hơi nhỏ nhé, tại mình mất cái tai nghe. Thằng Tú Phan nếu xem được video này nhớ trả tôi cái tai nghe Tú Phan nhá. Đây, đây là cái báo cáo giao diện của mọi người. Thì đầu tiên chúng ta tạo báo cáo trống này. Tạo vào khoảng trống, ok. Để thoát mấy cái linh tinh này. Đây, thì cái này là mới cập nhật này. Cái này cũng chả biết nữa. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ giới thiệu mọi người kết nối cái đến cái Google Trang tính nhé. Đây, click vào đây này. Chọn cái sổ ghi nợ này. Chọn cái, nếu mà mọi người để mặc định ấy thì nó sẽ tự lấy hết tất cả. Ví dụ như đây nhé. Cái chưa 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 nói đến cái phạm vi này. Nếu mà mọi người để không phải kết nối thêm này thì nó sẽ lấy hết dữ liệu từ cái bảng trang tính 1, đây là trang tính 1 này. Mọi người thấy không? Ví dụ như mình đang để trang tính 2 này. Nó sẽ đây là trang tính 3 này. Đây, mình để trang tính 1 đây nhá. Nó mờ mờ vậy này. Thì đây nếu mà như vậy thì nó sẽ lấy hết tất cả những thứ từ đây đến hết tất cả các bảng này. Đấy, tính từ A1 đến hết tất cả nhá. Còn nếu mà bây giờ mình muốn, ví dụ như ở đây mình không không có dữ liệu đúng không? Mình muốn lấy từ đây ra để phân tích thôi thì mình sẽ bù đen này. Đây là từ lấy phạm vi dữ liệu từ G đến O. Do mình lấy G đến O nhé, để sau này ví dụ như dữ liệu mình cập nhật vào đây đúng không? Thì nó sẽ tự động lấy vào luôn, chứ không phải là mình, ví dụ như bây giờ mà mình lấy mỗi từ đây đến đây. Đây là mỗi từ đây đến đây. Thì sau này mình mà cập nhật dữ liệu vào cái dòng dưới này thì nó sẽ không cập nhật vào nữa. Đó. Cho nên là mình sẽ lấy hết tất cả từ những cái cột này. G nha, là chân C này. Mình sẽ phạm vi thì chọn đây đúng không? Ok. À, lưu ý là cái tiêu đề nó phải là duy nhất nhé. Ví dụ ở đây là ngày phát sinh này, đây cũng là ngày phát sinh này, thì nó sẽ bị xung đột cái, nói chung là không được để hai cái cột giống nhau, tên giống nhau, tên nó phải khác nhau để cho nó hiểu được là à, cái trường dữ liệu lấy từ cái nào, cái cột lấy từ cái nào. Ok nha, Geo này, thêm mình có thể kết nối với nhiều cái kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng mà ở đây mình lấy Google Trang tính, lấy từ cái này cho tiện vì của Google hết mà. Mình đổi lại cái tên nha. Cái tên thì mọi người click vào đây này. Click hai này, chọn báo cáo số nợ. Đó. Ví dụ mặc định vào đây thì nó sẽ cho mình một cái bảng. Mọi người tạo bảng ở đây này. Mọi người thấy thêm biểu đồ không? Mọi người thêm vào đây này. Biểu đồ bảng có thanh, biểu đồ bảng đồ nhiệt, mọi người chọn cái nào cũng được. Ví dụ trong cái biểu đồ bảng này đúng không? Mình có thể tùy biến thành biểu đồ thanh, biểu đồ nhiệt được đây nhá. Cái phần bên này, đây là cái trường dữ liệu của mình này, mình kết nối với cái sổ ghi nợ này. Dữ liệu, nguồn dữ liệu mình lấy từ trang tính 1, phạm phương diện phạm vi ngày. Cái này để tí mình giải thích nhá, nhưng mình cứ thêm vào đây, cái này tự động lấy cho mình này. Phương diện. Cái phương diện này là cái này này. Cái này hiểu đại loại như là cái mà cái đối tượng mình cần phân tích ấy. Ví dụ ở đây đối tượng mình phân tích đấy chính là tên con nợ đúng không? Và cái chỉ số phân tích của cái đối tượng đấy, cái chỉ số mình muốn thể hiện là ví dụ như cái đối tượng tên con nợ này đúng không? Mình muốn chỉ số là, à cho mọi người xem qua cái này nhỉ, ví dụ đây tên con nợ là thiện này, như đây này. À, và mình sẽ lấy theo cái tổng số tiền nợ của họ, ví dụ đây này, phương diện ok đúng không, chỉ số mình bỏ cái này đi, mình sẽ lấy theo số tiền nợ này đó. Ok, ở đây nào lấy hàm sum nhá, mọi người để đây là sum này, ở đây có thể mấy cái hàm cho mình này. Mình có thể tính hàm trung bình này, đây, trung bình này ra đây đó. Ở đây mình lấy tổng hợp bị vào, có thể đổi tên này nhé. Click vào đây này. Click đây này. Click vào đây. Ghi là tổng. Ghi bên này là tổng, mọi người đổi tên cũng được này. Tổng số nợ. Đó, đổi tên hơi lag thì. Rồi nhấn Enter là được. Chỗ này mình lên chỗ vào đây để có thể kéo thả từng cái phạm vi cột đi. Ở cái độ rộng của cột. Ở đây mình biến đổi từ cái bảng bình thường thành cái bảng biểu đồ thanh nhé. Mình kết hợp cái này nó rất là tiện. Đây, mọi người kéo chọn kiểu này. Cái phần chỉ số này.
phần phương diện thì để như vậy cũng được, hoặc để giữa này đó, chỉ thôi để giữa vì cho điểm. Rồi phần chỉ số mọi người để ý nhá, ở đây bình thường có ba cái cách này, ví dụ chọn thanh thì nó sẽ ra cái biểu là thanh cho mọi người như cái phần này này là cái ra cái này này đấy, cho nên chúng ta có thể chọn cái nào cũng được, ở đây ba này chọn cái nào cũng được, rồi mình biến đổi sau. Tiếp tục nha, ở đây mình nên hiện cái biểu đồ cột ấy, mình sẽ nên hiện là không, cái này không phải biểu đồ cột hẳn là biểu cột, nói chung ở đây là cái bảng bảng thanh, cái bảng có chứa thanh đấy, mình sẽ hiển thị luôn và cho nó tiện mà mình chọn số thu gọn này. Đấy, nó sẽ gọn gàng hơn cho mình. Nếu mà cái dữ liệu của mình ví dụ như là 123, 200 bao nhiêu số nó nhỏ ấy, thì mọi người hạn chế để số thu gọn nhé. Số lớn thì mình để số thu gọn ok. Cái tập cái này thì thôi để như vậy đi. Để như vậy. Có để nha, tùy mọi người thì mình để như vậy đi. Hiển thị mục tiêu là chính là hiển thị mấy cái cột này này. Nhưng mình nghĩ là nếu mà có cái này rồi, nếu mà chúng ta có nhãn này rồi thì thôi không cần để cũng được. Mọi người không cảm mọi người hơi ổn tí. Đây. Mình cứ để vào cho nó nhìn cho nó kín nha. Đấy, màu miết thì để được hết, màu để màu cam đi đó, thôi mình để màu vàng đi, cái tốt nhất để màu xanh đẹp nhất. À mọi người lưu ý, ví dụ như mù màu ấy, mù màu thì chúng ta nên để màu xanh này, ví dụ những người mù màu thì người ta có thể thấy được cái biểu đồ của mình. Ok, thì đây là cái này trong trường hợp mình so sánh, ví dụ mình muốn so sánh cái dữ liệu này hơi thiếu, cho nên là mình thấy như nào chuẩn nhỉ, cái chỉ số tên ở đây mình kéo ở đây nhé để mình làm mọi người xem, ví dụ như nào mọi người xem này, tận số người để mình ghi ra thôi giải thích mọi người này. À số chủ nợ, cái số chủ nợ này như là sao, tại sao mình lại để như vậy, thì mình muốn so sánh hai dữ liệu này với nhau, ví dụ bạn Đức này á, bạn Đức này có tổng số nợ 27.000 đúng không, và mình so sánh thêm là với 27.000 đấy thì bạn nợ bao nhiêu người. Dữ liệu ở đây hơi ít nhưng mà khi mà dữ liệu mà nó nhiều lên thì cái phần so sánh, ví dụ như là mình hay làm cái mà số đơn hàng theo từng tháng này, tháng này có 10 đơn nhưng mà doanh thu mình có 10 là ra 10 triệu, nhưng mà tháng sau chỉ có hai đơn thôi nhưng mà doanh số ra là 200 triệu, thì có phải là mình có thể so sánh được cái cả hai cái đấy, vì mối tương quan giữa hai cái đấy mình để cái biểu đồ này, hoặc là mọi người có thể dùng cái biểu đồ scatter chart hoặc là heat map được, nhưng mà bây giờ mình đơn giản thì mình cứ làm biểu đồ này trước ra cho dễ nhìn. Đây nha, cái cột hai nhá, mình sẽ để là biểu thanh này đó, ví dụ như là cái này thấp này, cái này nhỏ hơn cái này này, nhưng mà hai cái này này bằng nhau đấy. Ví dụ như chúng ta thì biết được là à đây là một đơn này, mình tính cho bán hàng nhá, ví dụ đây là hai đơn đi, hai đơn doanh số bằng này, cái này cũng hai đơn nhưng doanh số chỉ bằng này thôi, chúng ta có thể so sánh được cái sự khác nhau. À, số chủ nợ, ví dụ như bạn này có hai chủ nợ mà tổng nợ bạn này chỉ là 85.000 thôi, mà ví dụ như ok bạn này hai cũng hai chủ nợ nhưng mà số nợ rất là nhiều tận bằng này cơ đó, để so sánh được cái mối tương quan giữa hai cái ít về con số thu gọn nó chẳng là gì cả, nên mình cứ để vậy. Nó ăn tốt nhất bỏ thôi, không cần hiển thị đâu đó. Ok, ở đây thì chúng ta có thể ấy theo cái đường cong này, đường để cong cong lên nhìn cho nó mượt mà, nền là đường viên, cái nền thì xấu thế thì để cái nền này đi đó, thì nó sẽ cong cong cho mọi người này, nhìn nó sẽ mướt hơn là để cái dọc. Còn cái này mình sẽ xóa xóa cái màu ở đây trên này đi, để cái màu của tiêu đề mọi người để trong suốt đi đấy, nó sẽ mất đi, nhìn như vậy nó sẽ mượt hơn này, bây giờ quá đẹp. Để cho hai cái cột này nó bằng nhau để cái lúc mình sẽ nhìn vào ấy, mình sẽ biết, mình sẽ so sánh nó dễ dàng hơn là để một cái dài một cái ngắn. Rồi tên con nợ này, tổng số nợ này, số chủ nợ này. Rồi chúng ta với cái biểu đồ như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái biểu đồ cột nằm ngang ấy. Đây này này, khi mà cái đối tượng của mình ý, đây đây là cái đối tượng nhé, đối tượng mình ít thì mình để biểu đồ ngang và so sánh được nó tiện hơn, nhưng mà cái này so sánh một đối tượng, nó ví dụ so sánh tổng số nợ của ai nhiều nhất này, ở đây cũng được. Cái biểu đồ này mình theo cái cá nhân mình ý, thì thấy là cái biểu đồ này nó ok nhất, vừa so sánh được biểu đồ ngang vừa so sánh được nhiều chỉ số.
Còn nếu mà muốn làm theo biểu đồ thanh ngang này, thì mình phải làm thêm một biểu đồ nữa để so sánh số dư nợ này. Ok, còn cao mình sẽ chỉnh lại này. Đây, cái ngày phát sinh, cái phương diện, nghe là cái đối tượng để mình nên nói là cái đối tượng thôi. Tên con nợ này, chỉ số này, chỉ số mình sẽ tính tổng số tiền nợ nhé. Đây, ví dụ như bạn Tú này, bạn nợ 100.000 là nhiều nhất này. Cái biểu đồ này thì nhìn nó thoáng hơn so với biểu đồ này nó có mấy cái linh tinh mình nhìn nó hơi. Tính tổng số tiền nợ này, sắp xếp từ trên xuống này. Đấy, sắp xếp phạm vi ngày cái là cái để thôi, để tí mình nói một thể đi. Cái phạm vi ngày mọi người nên có dữ liệu thì nó nên gắn với một cái ngày gì đó để chúng ta có thể xác định thì tị nhãn dữ liệu này. À, số thu gọn đi chứ. Tuyệt vời. Còn gì không? Cái này chắc không cần gì gì đâu. Mọi người có thể sao chép nhé. Chuột phả này. Kiểu mình sao chép cái kiểu dữ liệu ấy cho nó nhanh, sao chép nhé. Sao chép nha. Rồi, đây chuột đã biểu này, chuột phải. Dán đặc biệt mọi người chỉ mọi người chọn chỉ dán kiểu ở đây. Đó thì nó sẽ đỡ vào cái phần chúng ta ấy. À, mọi người nhìn thấy gì đen đen đây đúng không? Cái này là cái gì nhỉ? Cái bóng bóng đường viền ấy. Mình chỉnh đây nhé. Bóng đường viền, thêm cái bóng mà nhìn cho nó kiểu có chiều sâu. Đây. Đó, nhìn cái bóng nhìn đẹp hẳn chưa? Cái này phải tổng tiền nợ theo từng người. Ừ, mọi người lưu ý đặt cái tên biểu đồ nó phải thể hiện được cái nội dung của cái biểu đồ đấy nhé. Tốt nhất cái này mình đổi lại cái tên. À, cái này ẩn 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 cái chú giải đi. Để mình xem là cái chú giải nào nào. Chú giải. Tôi không thấy sao. Này mình cũng nhớ là à đây 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 là chú giải, cái này mình tắt đi thì mình để cái tên này, đúng không, mình làm cái tên cho nó thì nó sẽ đây này cái tên. Nếu mọi người thấy khi mà click vào cái này cái chữ nhá, mọi người để ý cái chuột mình sẽ để dấu cộng đây, mình sẽ click vào đây đấy, giữ chuột và bôi đen cái vùng ô chữ ở nhà. Ví dụ đây là tổng bôi đen cái con chuột B đi để cho nó đậm đậm này, tổng số nợ theo từng người đó, cả chuyên B này cho phông chữ nó to to ra tí nhìn cho nó trực quan. Ủa, mọi người thông cảm nha, hơi ồn tí, mình đang quay video mà có thằng vô thức mình không nói đến thằng cùng phòng mình đâu, đang học từ hôm hôm bạn biết không có em á, đang quay video bạn buồn cười. Chào mọi người đi nào, đang quay video bây giờ. Ok, tiếp tục nha. bạn đi nói Tổng số nợ theo từng người này. Ở đây ví dụ như mình có thể lọc, nhưng thôi mình ở đây nhân đôi, nhân đôi. Cái nào mất mất rồi lại. có đi làm gì lần nào nó biết được mới đang mồm ha được ba năm từ Thôi nhỏ không sao, video quay vui vui mà mọi người thông cảm tí, mất tập trung tí nhá, rất xin lỗi mọi người, cái này mình không cố ý đâu. Đây nhìn đẹp chưa, quá đẹp, đẹp như gái 18 vậy. Ctrl C, Ctrl V thì cái nữa đây. Mọi người có thể copy cái định dạng. Mình sẽ kéo... À, về phần căn chỉnh nhá. Mình nói luôn về điều chỉnh theo lưới này. Lưới nghĩa là đây, đây, này. Nó sẽ tự động kéo cho mình. Đấy, thấy chưa? Mình kéo đây phát nó nhảy ô luôn. Nó chứ không phải... Nó tí 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 từng cái nữa. Đây, để như vậy cho chuẩn này. Rồi, cái này mình cho nhỏ lại đi. Đây, nó sẽ khớp khớp theo từng cái ô cho mình. Vậy thì sẽ đẹp hơn. Rồi cái này khớp ô này. Cái này mình cho nó khớp ô luôn. Đó. Là mình cảm giác cái này nó chưa bằng nhau. Xong này sang đây. Cái này mấy ô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái này là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này nó hơi là gì nhỉ? Thôi tốt nhất là cái này 10 đi. Đó, nhưng mà nhìn nó bằng nhau đấy, nhưng mà nó bị cái gì, nó kiểu nó thừa trống cái này nhiều ấy, nhưng thôi cứ để vậy nhé. Đây cái này để lên trên đầu này để hiển thị được là a dung được tình cho đây ta. Không, thôi tốt nhất là cái phần này mình để lại đi, mình chỉ điều chỉnh cái biểu đồ. Hướng dẫn thông minh là cái mình có thể kéo thả được theo tùy đá. Ví dụ đây
nó thể hiện cái đường kẻ cho mình luôn cho nó dễ nhìn. Đó, ok, điểm này. Phần này mình sẽ kéo dài ra một tí nữa cho nó vừa. Đó, như vậy được rồi. Rồi, phần này mình cũng chỉnh lại tí nhá. Thoát này, cái này là nhấn vào chi tiết từng người ấy. Mình vừa ấn nhận nhưng mà mình giới thiệu luôn cho mọi người này. Ví dụ mình muốn xem bạn thượng này, bạn thượng này nợ bao nhiêu này, nợ ai mấy người này, mình muốn focus ở mỗi cái bạn thượng này thôi. Đây, ví dụ bạn thượng này nhìn vào đây, nhìn phát là biết là nợ 85.000. Và tổng số nợ, à cái này mình bị đổi lại nhỉ. Nói chung là bạn này nợ 85.000 này. Đây, cái này sẽ là chủ nợ. Đó. Mình đây là cái đối tượng là tên con nợ đúng không? B mình sẽ là lấy cái chủ nợ. Đây. Thì cái này sẽ là số tiền phải đòi đúng không? Vì mình vào cái file này cho mọi người xem nhé. Vì đây là chủ nợ này thì mình phải tính xem là số tiền phải đòi của từng chủ nợ đúng không? Ví dụ ở đây các bạn này nợ bạn thượng bằng này tiền này. Và thì bây giờ mình sẽ lấy theo một bạn chủ nợ thôi, mình sẽ group by lại nhóm này. Đây là có ba bạn chủ nợ này. Và tổng số tiền phải đòi của ba bạn này bằng này. Cái này mình sẽ đổi tại tên. Cái này sẽ là tổng số tiền phải đòi. Tổng số tiền phải đòi. Ok, enter. Đây mọi người lên chụp đây nhá. Mọi người thấy là bạn thượng này tổng số tiền phải đòi là 228.000, bạn Đức này 225, bạn Nhi này 40.000. Như vậy thì nó sẽ trực quan hơn. Và cái biểu đồ bảng này thường thì chúng ta sẽ thể hiện cái thông tin chi tiết. Chứ ít khi là để bảng này thì khi mà có nhiều dữ liệu ấy. Cái này là theo tổng. Cái này là theo tổng rồi thì cái gì nhỉ? Như nào ta giải thích như nào mọi người dễ hiểu nhỉ, làm thêm cái bảng nữa để mình sẽ làm cái bảng kiểu như này cho nó mình cái ghi chú vào từng cái một ấy, nó sẽ thể hiện chi tiết hơn. Còn cái bảng này nó đã nhóm lại theo từng cái đối tượng rồi, mỗi đối tượng là một cái, có thể là có nhiều bảng ghi Đức đúng không, bảng ghi Đức nhé, à bảng ghi tố thì có ba bảng ghi tố này, 1, 2, 3 này, thì ở đây nó chỉ thể hiện một thôi, cho nên là nếu mà mình chèn cái ghi chú vào đây thì nó sẽ bị đây này, mình chèn ghi chú vào đây này. Thì kiểu nó sẽ bị phân tán ra nhiều cái nhỏ ấy. Ví dụ đây bạn tú thì ghi được ba cái, nhưng bây giờ mình muốn tổng lại một bạn tú thôi thì mình bỏ đi một đối tượng, nó phân tích theo một đối tượng thôi. Đây như vậy là thứ nhất này, tổng số nợ theo từng người, đây là tổng số tiền phải đòi theo từng chủ nợ, à số tiền, tổng số tiền chủ nợ phải đòi đúng không, tổng số tiền chủ nợ phải đòi. Đây, ok, mình kéo dài này ra để đỡ nó có xuống dòng. Đó, ok, nhìn mình, ok nhất này. Còn cái trạng thái đấy nhở, trạng thái thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người cái. Thôi mình để về cái phần ví dụ như ở đây mọi người có một trang này nó hơi bé đúng không? Mọi người có thể click ở đây, click ra ngoài nhé. Mọi người nhấn vào cái gì, à giao diện bố cục đây, mọi người sẽ cho dài cái biểu đồ mình đã. Ở đây cũng có nhiều cái kiểu nền nếp các thứ nữa đây. Đó, nhưng thôi mình nên để, ừ mình để này nó đẹp nhỉ, ừ thôi mình để vào cho đẹp đi. Cái nền thì mọi người nên để nền tối, còn cái trong đây mình để nền sáng ấy, cho nó nổi bật ấy. Đây cái nền rồi, cái nền này mình nên để ra màu trắng, cái nền của biểu đồ ấy. Đây. À trong suốt cũng được. Thôi mình để nền trắng đi cho nó đẹp. Cho nó nổi bật đi, tương quan đây, nền trắng này. Mình sẽ Ctrl C này. Rồi copy định dạng nha, dán định dạng cho cái này. Chỉ dán kiểu này. Chỉ dán kiểu. Đó, nó sẽ nổi bật hơn cái biểu đồ của mình. Ok à. Đẹp như gái 19, gái 18. Cái phần cái này nó bị màu, nó bị tối, mình phải đổi lại cái tên. Thì cha nhỉ, để trong suốt bài nhìn nó đẹp hơn này. Cái màu này là không chữ đây này, không chữ đâu, để màu đen để bài dễ nhìn không nhỉ, cái này cũng dễ nhìn đấy, nhưng mà tốt nhất là để lại để nó mờ mờ tí nhỉ? Cái này gọi là những cái yếu tố gây rối, mình để cái màu mờ mờ vào cho nó dễ, đây màu mờ như vậy, cái này mờ quá, nhưng để chỉ như vậy nó cho nó dễ nhận biết là à cái này nó thuộc một cái hàng
chứ nếu mà để trắng luôn thì nó sẽ hơi khó nhận biết. Cái này mình để theo chiều dọc đi, như vừa nãy mình có hướng dẫn mọi người đây, như vậy là tốt nhất này. Rồi còn xem thì như này, mọi người xem này. Xem nha, đây là cái giao diện mà người ta sẽ nhìn thấy của mình, còn phần edit của mình là chỉnh sửa đây. Nãy mình nói cái phần giao diện bố cục ấy, mọi người vào bố cục này, mọi người có thể chỉnh nó dài này. Đây là 900 đâu, chiều dài 900 này, mọi người chỉnh ra 2000 đi nào, nó sướng. Đó, 2000 đi dài. Tha hồ mà ném biểu đồ ra, nhưng mà hạn chế biểu đồ nhá. Nhiều biểu đồ có nhìn nó rối lắm. Vậy nếu mà thực sự cần thiết thì mình thêm vào, ví dụ đây nhá. Ở đây mình có thể là thấy nó cần thiết đủ rồi, nhưng mà mình muốn thêm chi tiết thêm là bạn nào nợ bạn nào bao nhiêu, đấy, rỗ tiền phải trả như thế nào. À, giới thiệu mọi người một số bộ lọc không nhỉ? Đây, danh sách xả xuống này, mình cái bộ lọc này rất là hay dùng. Với lại giới thiệu cho mọi người thêm bộ lọc này. Đây là lọc theo con nợ, ví dụ như mình lọc theo con nợ là Mỹ Tư Nguyên này, nợ bao nhiêu nè. Đây, nợ 99.000, nợ hai chủ nợ này. Đây, nợ bạn này 454.000, nợ bạn này 45.000. Ok chưa? Quá đẹp. Cái này đổi được theo tên nhá. Đây, tên này mọi người đổi theo cái gì? Tên con nợ. Ừ, cái này là số chủ nợ. Cái này phải đổi tên là số chủ nợ. Đây chọn đây biết là bạn Nguyên thì có hai chủ nợ đúng không? Vừa nãy mình chưa đổi thì nó ghi là tên con nợ này, đổi là số chủ nợ này. Cái này phải ghi này, lọc theo tên con nợ đấy. Lọc theo tên con nợ nghe nó hơi hơi kiểu mà vui vẻ đấy mà đúng không? Cái này là vui vui đang ngẫu hứng đi làm nữa chứ làm mình lười lắm không làm. Rồi thêm một cái nữa là tùy chọn phạm vi ngày. Đây là cái này mình vừa nói đây, ví dụ như cái này có ngày này, đây, có phạm vi ngày đúng không, cái này có ngày này, mọi người nên thêm cái ngày vào như ở đây nhé, để khi mà mình lọc theo ngày, đây này, lọc theo ngày, ví dụ mình lọc hôm hôm qua đi, đây thì những dữ liệu của ngày hôm qua nó sẽ thêm vào đây, ví dụ mình vừa lọc thay đổi luôn đúng không, qua mình lấy tất cả nha, 28 ngày qua nhá, thì dữ liệu đây nó sẽ thay đổi này. Đó thì cái ngày này chúng ta có thể xem được nó chi tiết cụ thể hơn, ví dụ như ngày hôm qua nợ bao nhiêu, mình ra đây này, ngày 25 là nợ nhiều này, có dữ liệu ngày 17 này, ngày 22 này, đó thì mới thể tùy chỉnh trong ngày được. Để 7 ngày qua đi. Ok như vậy này. Rồi vừa nãy mình có nói mình làm thêm cái biểu đồ để thêm chi tiết từng bạn nợ bạn nào bạn nào. Nhưng mà như vậy thì có vẻ là ổn rồi. Ví dụ như bạn là Tố thì nợ bạn Thượng bao nhiêu này. À, mình ra đây nhìn nó tiện nhỉ. Đây ra đây nhìn này. Lấy vào đây bạn Tố nợ bạn này 54 54 5.000. Đấy. Đây bạn này nợ bạn này đó. Nhìn vậy nó sẽ ok hơn. Nhưng mà ở đây mình có nói là mình làm thêm cái này để xem chi tiết là nợ cái tiền gì. Vì ở đây có phần ghi chú mà. Mình bỏ cái phần tổng nợ, số chủ nợ đi. Ghi chú này mình để đây nhá, chứ nếu mà mình để đây thì nó sẽ là cái chỉ số rồi, là ví dụ tổng này, trung bình này, vân vân vân, đếm các thứ. Đây ghi chú này, ví dụ như Đức này, Đức này nợ bạn nào, à, cái này mình ghi chủ nợ nữa, thì nó cũng giống như cả cái đó. Nó cũng giống như cái này thôi, nhưng mà nó ở dạng biểu đồ, nó giống như cái này. Ở đây thì nhìn lại hơn này, ví dụ như bạn Đức này, bạn nợ bạn Thượng này, nợ cái gì? Này mình kéo này. Đây, bạn Đức này nợ bạn Thượng cái tiền này, sữa nóng với thuốc này. Ê, thằng này hút thuốc nha, thằng Đức hút thuốc nha. 27.000. Rồi, bạn Tú nợ bạn Đức này, 45.000 ăn đêm này. Thì đây nó sẽ biết được theo chi tiết. Đấy. Thằng nào nợ thằng nào. Ok chưa, tổng số nợ bao nhiêu. Từng lần nợ bao nhiêu, ra đây. Nhìn đẹp nhỉ. Click vào đây là nó tự động sắp xếp từ trên xuống. Đúng không? À, bạn này nợ bạn này nhiều nhất này, bạn Nguyên nợ bạn Thượng này 54.000 bạc xỉu này, ăn đêm này, nợ Đức này, họ nhìn phê giờ. Cái này kéo dài được nhỉ, kéo dài nhìn nó dễ, đằng nào mình cũng dài mà mình để nhiều mà. Đây như vậy là hợp lý nhất này. Cái này để thôi để đây như vậy nhỉ, để mình xem là còn gì nữa. Cái này nên để thôi, cái này mình lười là tin về đồ đó, để như vậy đi. Mình làm thêm cái biểu đồ đường.
biểu đường là thể hiện cái gì đây? Biểu đồ đường thể hiện yếu tố theo thời gian á. Nếu mà theo thời gian thì là cái mình muốn thể hiện cái số nợ của từng bạn theo thời gian nó sẽ như thế nào, tăng hay giảm như thế nào đây. Cái này mình chỉ tính cái tổng số nợ thôi, còn tiền phải trả thì nó trừ đi, mình chưa tính cái đấy. Phương diện phân tích là sẽ là tên con nợ. Mọi người hiểu ý mèo, ví dụ như từng bạn nợ bạn nào bao nhiêu, bạn nhiêu này. Em biểu đồ này buồn thôi, để như vậy nghe phát sinh dữ liệu nó ít nên là nó để như vậy. Em đổ sang cái nhìn này thì nó đỡ đỡ, nhìn nó đẹp đó, nhìn như vậy phê này tuyệt vời. Thì quái là chỗ này cong cong ra, thôi để thẳng đi. Đây, tên con nợ này, tên con nợ là bạn màu xanh, bạn tú này, nợ số tiền nợ tăng theo thời gian, ví dụ như dữ liệu mình nhiều nó cứ tăng 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 giảm tăng giảm tăng giảm. Như vậy mình có thể so sánh dễ dàng là à, bạn tú này nợ theo thời gian ngày là nợ tăng nợ giảm. Mọi người có thể tìm thêm về biểu đồ đường. Cái biểu đồ đường thường hiển thị biểu thị cái yếu tố tăng giảm theo thời gian đấy, nó sẽ mượt hơn. Hiển thị nhãn dữ liệu từ hiển thị tinh lũy chẳng nhỉ, không thấy thôi. Nói chung mình giới thiệu vậy thôi nhé, cái này để về ok nhé, tốt nhất là cái này bỏ đi nhỉ, cái này bỏ chỗ đường kẻ nó, tốt nhất là như vậy, tạm thời như vậy. Ví dụ như cái biểu đồ tròn thì cái cơ cấu hiển thị cơ cấu nợ cũng được. À, so sánh cái biểu đồ tròn với biểu đồ này nó cũng kiểu như nhau thôi, nhưng mà chúng ta muốn thấy là thằng nào nợ thằng nào nhiều nên là để đây lên chuột đây để giữ này, đây lên chuột nha, lên chuột nha, nó hiện là cái hiện là cái này này, đây là hiện là cái này, ui nhầm, lên chuột vào cái phần thanh thanh này này, thanh trục y này, đây kéo đây nó sẽ gọn lại cho mọi người. Thôi mình nghĩ là như vậy ok rồi, chắc mọi người xem thể hình dung qua được cách làm nhanh cái biểu đồ như thế nào. Đấy, sử dụng biểu đồ trang trí các kiểu các kiểu. Chia sẻ thì mọi người chia sẻ ở đây đó. Xem cái này mò mò tí, ngăn chặn quyền tải xuống các kiểu. Đó, thêm dữ liệu, thêm biểu đồ màu biết. Ok, như vậy là tuyệt vời nhá. Ok, xin chào mọi người, xem video 3 phút rồi nào. Ha, 30 phút rồi, ok quá dài. Stop đi con đi, bye bye.